xin kính chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh Giác Lợi Vlog, cũng như kính chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh Thần Tài Giải Trí nói chung. Hôm nay Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Thân tháng 10 âm lịch năm 2024, vận trình tài lộc công danh sự nghiệp như thế nào, về cái mặt nào đó thuận lợi thì anh chị em tham khảo để chúng ta có cơ hội nắm bắt thêm nhiều hơn nữa cho phát tốt càng thêm tốt. Về cái mặt nào đó không được thuận lợi còn hạn chế thì anh chị em cũng có thể chủ động hơn, cho cái tháng mới được nhiều niềm vui, may mắn hơn, thành công hơn, mang tính chất là tham khảo. Mong rằng anh chị em tuổi Thân của chúng ta cố gắng chia nắm bắt phát huy thêm, nếu tham khảo thấy có hữu ích anh chị em chúng ta chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng xem và cùng tham khảo với Giác Lợi. Còn tùy thuộc vào cái phước đức nhân duyên và còn tùy theo vào cái phước đức của mọi người, còn giờ sanh, ngày sanh, tháng đẻ, từng chi tiết một, hoặc là cái căn lành của chúng ta gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên dù tốt hay xấu, dù thuận lợi hay không thuận lợi, anh chị em chúng ta nên nhớ rằng chúng ta mang tính chất là tham khảo. Nếu như tham khảo thấy hữu ích nào đó, chúng ta tích thêm nhiều cái việc phước thiện cho nó tốt, mình càng thêm tốt. Còn về cái mặt nào đó không thuận lợi thì chúng ta cũng sẽ giảm đi được cái những cái đáng rủi ro, đáng tiếc nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Trong cái tháng 10 âm lịch này, người tuổi Thân được cái nhận định là tiền bạc tăng tiến, bù đắp cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta trong thời gian qua. Cái tháng 10 âm lịch này, tiền bạc của anh chị em tuổi Thân thăng tiến rất là tốt, nên chúng ta sẽ được bù đắp lại cho những trong thời gian vừa qua đối với anh chị em tuổi Thân. Đó là cái xin chúc mừng anh chị em tuổi Thân của chúng ta, tiền bạc có thể bù đắp được đối với anh chị em tuổi Thân những cái nỗ lực của chúng ta trong thời gian qua. 3 tháng 10 này, cái thành quả sẽ đến với anh chị em chúng ta. Chúng ta tháng 10 âm lịch này, người tuổi Thân được cái thai nhập mệnh, cho thấy đây là giai đoạn con giáp tuổi Thân giữ được nhiều nhiệt huyết trong cuộc sống hơn. Bản mệnh sẽ chủ động tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi, phát triển những ý tưởng mới mẻ của mình, đột phá cái năng lực của mình trong cái tháng 10 âm lịch này rất là tốt. Nhờ sự hiếu kỳ mà tháng này bản mệnh người tuổi Thân cũng có thể học hỏi thêm được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống, và có thể phát huy óc hài hước sáng tạo của mình để giải tỏa căng thẳng trong các cuộc họp hay là giải tỏa trong cuộc sống của chúng ta. Thái âm cắt tinh trợ mệnh cho người tuổi Thân trong cái tháng 10 âm lịch này, cho nên vận may của bản mệnh trên cái tháng này tài lộc cũng được tăng tiến. Bản mệnh đang nỗ lực để có thể tạo dựng nên một cuộc sống đầy phong phú và thịnh vượng hơn. Phản ứng đúng tinh thần không ngừng vươn lên của chính mình, và kết quả rực rỡ lúc này như là cách để trả lời cho những nỗ lực đúng hướng của người tuổi Thân trong thời gian qua. Trong cái tháng này chúng ta bị cái tương hại xuất hiện, người tuổi Thân bị tương hại xuất hiện, nhưng mà tương hại nó cũng nhỏ thôi. Xuất hiện trong tháng này nên khó tránh khỏi những ngăn trở có thể xuất hiện do hiểu lầm, mà hiểu lầm là chính, có thể chúng ta dễ bị hiểu lầm. Bạn nên nhớ rằng việc giải thích và thanh minh sẽ chỉ khiến cho mọi thứ trở nên rối rắm thêm mà thôi. Vì thế hãy tập trung phát triển bản thân và để thời gian cũng như kết quả nói lên tất cả. Dùng hành động để chứng minh chứ không nên giải thích phân bua, vì sẽ không có lợi ích, hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, vân vân. Sức khỏe là một trong những khía cạnh mà bản thân người tuổi Thân nên lo lắng nhiều hơn trong cái tháng 10 âm lịch này. Tuổi Thân luôn là người sống có trách nhiệm, tuy nhiên đôi khi điều đó sẽ khiến cho bạn ôm đòm nhiều thứ cùng lúc, trở nên cạn kiệt cái vấn đề sức khỏe của chúng ta. Đây là điều mà đáng lo nhất, mà cũng là lời khuyên chân thành nhất đến với những anh chị em tuổi Thân, nhất là những người tuổi Mậu Thân năm 68. Tuổi Thân mà lớn tuổi thì sức khỏe chúng ta, nhất là những người có bệnh nền về xương khớp hay huyết áp hay là về tim mạch, hay là nói chung có bệnh nền nào đó mà chúng ta đã vướng phải rồi, thì đây là một lời khuyên chân thành nhất, là cái sức khỏe là vàng của anh chị em chúng ta, nên trân trọng, nên cố gắng duy trì cái lối sống khoa học, ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ ngơi cho hợp lý hơn, để sức khỏe chúng ta có thể tốt càng thêm tốt, hoặc là cải thiện nhiều hơn nữa. Sự nghiệp của anh chị em tuổi Thân được chính quan ghé thăm trong cái tháng 10 âm lịch này, cho thấy tuổi Thân sẽ bắt đầu một giai đoạn đầy hứa hẹn khi đủ quyết tâm lớn và luôn giữ tinh thần học hỏi. Bản mệnh sẽ càng gia tăng thêm cho mình nhiều hơn cái cơ hội tốt đẹp hơn. Bản mệnh cũng hãy sẵn sàng cho một giai đoạn tràn đầy năng lượng tích cực. Không những thế, lúc này khả năng sáng tạo, logic
sẽ phát triển nhiều hơn nếu bạn chịu khó lắng nghe và tiếp thu lời khuyên từ những bậc tiền bối, hay là những người đi trước, hay là những người có kinh nghiệm, hay là những đối tác khách hàng của chúng ta gì đó trong cuộc sống. Nhiều người tuổi Thân hứa hẹn sẽ có khả năng tạo dựng những thành tựu đáng ghi nhận trong tháng 10 âm lịch, mang đến niềm tự hào cho chính mình và những người xung quanh của chúng ta. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bản mệnh cũng phải tuân theo một số quy định của đội nhóm hay là của công ty, khách hàng gì đó. Có thể từ đây mà có sự phân chia bè phái trong thời gian này, gây khó chịu cho người chính trực như bạn. Nhưng lúc này chưa có cách thay đổi mới, bạn cần phải linh hoạt, tránh cứng nhắc, kẻo bị người ta hãm hại mà bạn không hay biết trong cái tháng 10 âm lịch này. Nên học cách khiêm nhường nhiều hơn sẽ có lợi đối với anh chị em tuổi Thân của chúng ta. Đường tài lộc của tuổi Thân trong cái tháng 10 âm lịch này, tình hình tài chính của con giáp tuổi Thân trong tháng mới được đảm bảo. Nhìn chung lúc này thu chi được cân bằng nên cũng không phải đắn đo và vất vả quá nhiều về cái vấn đề tiền bạc, không phải lo lắng quá nhiều giống như cái tháng vừa qua. Ngoài ra bạn còn có thêm một khoản dư để mua sắm tặng quà cho người thân trong nhà. Đừng quên gây bất ngờ cho họ bằng những món quà ý nghĩa và ngày sinh nhật. Tuy nhiên không nên mua những đồ đắt đỏ mà chỉ là tượng trưng, chủ yếu là tinh thần hay là chủ yếu là cái tình cảm của bạn dành cho họ. Tuy nhiên bản mệnh không nên chỉ dừng lại ở đó. Bạn sẵn sàng tìm thêm các cơ hội mới để gia tăng thêm cái thu nhập trong tương lai. Bạn có thể ăn mừng chiến thắng nhỏ của mình bằng một món quà mà bạn thích từ lâu, hoặc là một bữa ăn để vừa dung đắp chuyện tình cảm gia đình, hay là thưởng thức cho bạn một món ăn ngon nào đó mà bạn chính tay bạn tự nấu, hay là cùng với gia đình chúng ta ăn trong bữa ăn đó. Đó là một phần thưởng, coi như chúng ta tự khích lệ bản thân chúng ta. Ngoài ra một số hạng mục làm ăn đang cần đầu tư nhiều nên con giáp tuổi Thân cũng phải tốn một khoản khá trong khoảng thời gian này. Hãy nghĩ tới các khoản khác nhau để tiết kiệm và không phải dùng tiền mặt quá nhiều cho một vài lần đầu tiên. Nên chia nhỏ ra để tận dụng ưu thế mà thời gian đem lại. Chia nhỏ ra có nghĩa là sao? Hôm nay chúng ta đầu tư ít một chút, phân nhỏ ra, cái bắt đầu ngày mai bắt đầu có lợi nhuận thì chúng ta lại tiếp tục đầu tư. Giờ hạng mục này chúng ta dùng nhỏ nhỏ ra, nhưng mà cái này có lợi thì chúng ta lại tiếp tục đầu tư cái khác, chứ đừng dồn hết vào một thứ. Giống như chúng ta đừng nên để trứng vào một giỏ là lý do đó. Anh nhớ tình duyên của tuổi Thân trong cái tháng 10 âm lịch này, ngũ hành tương sinh mang lại thông tin tích cực cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân trong tháng mới. Đời sống tình cảm hoàn toàn êm đẹp là nguồn động viên lớn cho những người tuổi Thân trong lúc này. Cho dù bạn đang trong một mối quan hệ lâu dài hay chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu, hãy chú ý nhiều hơn đến cách bạn tương tác với đối phương, để những vấn đề trong cuộc sống không cần phải làm nhiều gì quá lớn lao. Khi bạn thể hiện sự tinh tế sẽ luôn được đánh giá cao. Những cặp đôi đang nâng cao khả năng thấu hiểu khi học cách quan sát lắng nghe và học cách yêu thương thay vì chỉ trích hờn dỗi với nhau. Ngoài ra những người thân trong gia đình cũng cần được bạn dành thời gian nhiều hơn, học cách cần sự quan tâm của bạn nhiều hơn, và mối quan hệ hài hòa cũng là niềm động lực khích lệ tinh thần bạn trong cái tháng 10 âm lịch này. Gia hòa và sự hưng, đây chính là cái mấu chốt quan trọng nhất đối với anh chị em của chúng ta. Thì cái đây là cái điểm mà sáng cho đối với anh chị em tuổi Thân của chúng ta. Chúng ta nên dung đắp cái chuyện tình cảm cho tốt, càng thêm tốt hơn. Cái tháng 10 âm lịch này nhị hắc nhập cung chính bắc, chúng ta bị cái nhị hắc nhập cung chính bắc cảnh báo cái tình trạng sức khỏe của anh chị em chúng ta liên quan đến đường ruột tiêu hóa, và đặc biệt là đối với những anh chị em nào bị viêm khớp hay xương khớp gì đó, nhất là những người có cái tiền án về bệnh gan thận đó, chúng ta nên cẩn thận ăn cái chế độ ăn uống điều độ hơn. Nhớ là tránh xa những thức ăn cay nóng, hoặc là quá nhiều đạm động vật, quá nhiều những thức ăn cay nóng hay là những chất kích thích như là cà phê, rượu bia gì đó không tốt cho chúng ta. Chúng ta nên hạn chế bớt đối với anh chị em trong tháng này. Nhất là những ai bị bệnh dạ dày, không nên ăn đồ cay nóng, tránh thức khuya, tìm cách giảm nhẹ áp lực trong cuộc sống. Có thể bạn sẽ tốn khá nhiều tiền vào cái vấn đề mà để sức khỏe của chúng ta trong tháng 10 âm lịch này. Đây là lời nhắc nhở anh chị em chúng ta. Chúng ta có thể dùng sức khỏe để chúng ta kiếm tiền, nhưng chúng ta không thể nào dùng tiền để chúng ta mua được cái sức khỏe của chúng ta.
chúng ta chỉ có thể khắc phục, mà khắc phục thì nó không thể nào mà nó như ban đầu được, cho nên là hạn chế được mức nào hay mức đó đối với anh chị em chúng ta. Giác Lợi xin nói về những cái tuổi hạp hay những cái màu sắc may mắn từng con giáp một của tuổi thân trong cái tháng mùa dậu lịch này để cho anh chị em chúng ta chủ động thêm. Tuổi đầu tiên là tuổi Bính Thân mạng quả, nam sao Dân Hớn, nữ sao La Hầu. Tìm lại sự cân bằng trong tâm lý, bạn sẽ trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn và cảm thấy tốt hơn. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Mùi và tuổi Mão, màu sắc may mắn là màu nâu và màu xanh, tiểu nhân không hợp là tuổi Ngọ và tuổi Tức. Chúc anh chị em tuổi Bính Thân mạng quả tháng mùa âm lịch may mắn hơn, thành công hơn. Tiếp tục là Giác Lại nói về cái tuổi Mậu Thân mạng thổ, sinh năm 1968, nam thì sao Thủy Diệu, nữ thì sao Mộc Đức. Không ngừng học hỏi trong bất cứ tình huống nào của anh chị em chúng ta, ngay cả công việc, đời sống cũng như sức khỏe hoặc là tình cảm của chúng ta. Chúng ta nên học hỏi thêm nhiều cái kinh nghiệm nữa. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ, tiểu nhân không hợp là tuổi Sửu và tuổi Mùi, màu sắc may mắn là màu hồng và vàng. Chúc anh chị em chúng ta tuổi Mậu Thân được nhiều niềm vui, an lạc hơn, tốt hơn trong cái tháng mùa âm lịch. Tiếp theo là Giác Lợi nói về tuổi Canh Thân mạng mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu. Hãy sáng tạo nhiều hơn, tránh đi cái sự đơn điệu gây nhàm chán, hoặc là tránh đi những cái sự phê phán người khác, mà nên hợp tác, hòa hợp cùng mọi người trong cái tháng 10 âm lịch này sẽ có lợi chứ không có hại đối với anh chị em chúng ta. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Mùi và tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu trắng và màu tím. Tiểu nhân không hợp là tuổi Dậu và tuổi Tức. Chúc anh chị em tuổi Canh Thân mạng mộc tháng 10 âm lịch may mắn hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp tục là Giác Lợi nói về tuổi Nhâm Thân mạng kim, nam sao Dân Hớn, nữ sao La Hầu. Mạng kim năm nay năm quả quả khắc kim, cho nên cái bổn mạng chúng ta nên tự nhắc nhở chúng ta là nên cẩn thận, luôn nhắc nhở mình bằng câu khẳng định tích cực về cuộc sống, và nhắc nhở bản thân chúng ta nên chủ động, không nên lơ là trong cái tháng 10 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Nhâm Thân mạng kim. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Hợi và tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu đen và màu đỏ. Tiểu nhân không hợp là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Chúc anh chị em chúng ta trong cái tháng 10 âm lịch này may mắn hơn. Chúc anh chị em tuổi Nhâm Thân thành công hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp tục là Giác Lợi nói về tuổi Giáp Thân mạng thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức. Không nên mua sắm quá tay gây ra sự lãng phí không cần thiết, mà nên tích lũy thêm nguồn vốn, nhất là những thời điểm cuối năm như hiện nay. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em chúng ta tuổi Giáp Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn, màu sắc may mắn cho anh chị em chúng ta là màu đen và màu vàng. Tiểu nhân không hợp là tuổi Mùi và tuổi Dần. Chúc anh chị em tuổi Giáp Thân mạng thủy chúng ta may mắn hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta nên cẩn thận cái sức khỏe của chúng ta, vì năm nay chúng ta mạng thủy thì chúng ta năm quả gặp năm quả thì nó không tốt. Nói tóm lại cho anh chị em tuổi Thân của chúng ta trong cái tháng 10 âm lịch này, mọi việc đều thuận lợi, đều tốt đẹp đối với anh chị em chúng ta, riêng có vấn đề sức khỏe là không được tốt. Cho nên nhất là cả trong cái tháng 10 âm lịch này, cái tháng giao mùa, cái tháng trời, tiết trời nó se lạnh, làm cho chúng ta, nhất là những người bị viêm phổi hay là những người bệnh phổi hay hô hấp gì đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Mong rằng anh chị em chúng ta nên cẩn thận hơn để cho sức khỏe đạt được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn anh chị em tuổi Thân. Chúc anh chị em tuổi Thân tháng mới thành công hơn, tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn tất cả bà con, cô bác, anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua, và xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào tạm biệt.